Vâng, em xin giới thiệu tới mọi người bộ dàn đến từ hãng Aiwa. Xin mời mọi người cùng nghe chất âm ạ. Hai loa mọi người nhé, hai loa và mỗi thân thùng loa thế này bao gồm có bốn loa, có loa bát màng giấy gần vải này, còn ở trên này thì có ba loa mọi người nhé, trên này có lưới sắt bảo vệ, còn phần loa ở dưới thì chúng ta có cái loa lớp lưới vải như này, đó là phần loa. Còn về phần máy thì bộ này mọi người nghe cho em hiện tại đây là ba tính năng, à xin lỗi là hai tính năng, đó là điện thoại, TV, máy tính và đài radio full tần số 108. Đấy, điện thoại, TV, máy tính thì mọi người bấm hộ em nút video và chéo AUX này. Đây chỗ ngón tay em chỉ đây nhá, video ở chéo AUX màn hình hiện video, chúng ta cắm nghe điện thoại vì máy tính bằng cổng 3.5. Bọn này có tính trực tiếp bát và tép trên máy luôn mọi người nhá. Đây có hai nút bát và tép chỉnh trực tiếp này, bát tép. Tính năng thứ hai là mọi người nghe cho em, đó là nghe qua đài radio thì bấm cho em nút tuner ngay bên cạnh nút video này. Đấy rồi, kênh thì hai nút này mọi người nhá, hai nút này, kênh rất là nét. Giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh. Khởi nghiệp Startup cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đài nét căng luôn. Đấy, em chuyển về máy tính này. Hôm nay đi nghe rất là êm, âm thanh rất là êm mọi người nhá. Con này có tổng chiều rộng là 68, chiều cao là 31 và chiều sâu của nó là 31, cũng tầm tầm 31 32 mọi người nhá. Đây là phần kích thước. Đem quay mặt sau. Đây thùng vách loa bằng gỗ mọi người nhá. Thùng loa bằng gỗ hết. Đây là mặt sau của máy. Đây sau của loa mọi người, loa máy đẹp nhá. Không thành sắc cạnh mà nhìn thùng vách của máy nhá, của loa nhá. Đẩy vuông đét luôn. Đấy, mỗi loa công suất 70W. Số series là 1020 70W, bên này công suất tổng là 140. Bên này cũng vậy mọi người, 1020 và công suất là 70W. Đây là mặt sau của máy nhá. Đây của máy có số series là 259.
Đấy, công suất tiêu thụ điện là đây 90W. Đây là giá bàn. Đây là dây 3.5 này để nghe điện thoại, máy tính này, mọi người cắm đây cho em nhé. Có ghi là video và chéo AUX. Giờ chúng ta cắm đây. Đây dây anten để nghe đài, một đoạn dây điện nhá. Còn chạm loa dưới kia. Cái dây màu trắng là dương mọi người nhá, còn dây màu đen là âm. Cái mặt sau của máy. Bấm nhầm một cái CD. Đây, bộ này CD của nó thì chết mắt mọi người nhá, chết mắt CD. Cơ kích thì vẫn dọc vào rất là mượt mà. Đấy, dạng đĩa xoay 3 khanh, nhưng mà cái mắt CD của nó lâu ngày không dùng để nó bị chết mắt. Nên là bắt đầu mà chơi CD thì thêm tầm khoảng 200.000 nhá thì sẽ có mắt CD mới, em sẽ thay mắt CD mới. Còn cái giá em bán ở trên đây, giá trên góc bài đây là bán giá để nghe điện thoại, TV, máy tính và nghe đài radio. Và em xin nhắc kỹ lại như vậy nhá. Vâng, và giá cả em để ở góc phải đây. Ai có nhu cầu có sản phẩm liên hệ với em nhé. Zalo và số điện thoại của em ở trên bảng hiệu Em Doanh Audio. Vâng, và em cũng xin được dừng một này tới đây để chuyển các bộ tiếp theo ạ.